Kính chào các vị. Bữa nay là ngày thứ tư sau khi tới giờ ăn buổi trưa. Đã, chúng tôi đi ăn ở một cái tiệm buffet. Buffet thấy không, giá rất là rẻ. Đó, các vị thấy không, giá rất là rẻ. Một phần ăn vậy nó chỉ có như đó đó. Cái này thì có thể là của người Tàu, Tàu Lai. Nó rất là vắng các vị, tội nghiệp rất là vắng. Bởi vì mùa này nó rất là vắng. Còn cái mùa dịch bệnh cho nên nó rất là vắng. Đó. Thì vô đây muốn ăn gì ăn. Ăn vô mấy tiếng đồng hồ cũng vậy, cũng một giá đó thôi. Thí dụ như món này sushi, nhưng mà sushi chay thì nó chỉ có khu vực này là chay. Đó, còn ở chỗ này thì nó lại là một mặn. Đó, thì mình ăn chay thì mình lấy chay vậy đó, các vị thấy không? Đó. Giờ tôi lấy sushi nha. Cái nào là chai ta? Ở đây. Oh, sorry, quên, xin lỗi. Xin lỗi, phải lấy cái bao, cái tay, xin lỗi, không lấy cho. Oh, quên. Đó, phải bao cái tay vô. Thưa quý vị, đó. Khẩu không? Đó, mùa này là phải bịt kính mít gì đó. Đó là bịt tay vô. Mình lấy được. Nó rửa tay tẩy vệ sinh hết rồi đó. Rồi, đó. Bây giờ đi lấy thức ăn nghe. Xin lỗi các vị, đã hơi bận. Đó. Bây giờ lấy sushi chay. Đây, cái món này chay đây. Như là tôi thích ăn cái món rong biển này nè. Đó, cái món rong biển. Một món. Hai món. Đó, chay. Chay đâu ta, cái nào nữa. Cái này. Đúng rồi, cái này chay nè. Cái này bên tự nhiên muốn ăn gì ăn. Đây là gọi là buffet đó. Buffet đó. Hôm nay đi với một cô gái còn rất trẻ. Hôm nay tôi lúc nào cũng đi với cô gái rất trẻ. Với cô gái tôi đâu. Cô gái đã mất tiêu rồi. Đây, cô gái này dụ tôi đi ăn nè. Đó, nè, tôi ăn được. Đó là cái này chai, còn cụ hồi đừng lấy cái chai. Cụ ăn vậy. Cụ có cái này, cái này có cụ hồi tôi ăn đó. Tôi, cụ ăn đi, nó cũng có chai nhưng mà tôi ăn nó nè. Đó, thấy chứ gì không. Nè, hai, cái nào không chai không ăn nhưng mà quay cho các vị coi. Tôi với bà cụ lúc nào cũng về đây, khu vực tôi phải ăn này nè. Mỗi lần vô đây là tôi phải ăn các cái loại đậu. Bây giờ ăn này trước đi, ăn buffet, ăn này trước đi đó. Cái loại đậu, loại rau. Ở đây là tiệm của người Hoa. Khu vực này là khu vực bánh trái nè. Có ăn bánh trái. Đó, các bạn thấy không? Mình muốn ăn mấy dĩa rồi mình ăn. Ăn muốn ngồi chừng nào đó ngồi. Ô Phật. Dưa leo. Dưa leo. Ớt xanh.
cà rốt. Hồi trước ăn nó có dĩa ngon lắm thưa quý vị. Kể từ ngày bệnh dịch tới giờ thì họ không có cho cái dĩa kia nữa, cho nên ăn cái dĩa này là bỏ. Nó khi ăn thì mới mở cái miệng ra. Ăn mới mở. Lỡ gì trời xanh ra cái miệng, mà bây giờ cái miệng mũi mà vậy đây nè. Cái ăn nó hả trời phạt hả? Dạ. Mày nói nhiều quá. Cứ miệng lại bây giờ ăn mới được mở. Nói nhiều quá. Đóng cửa miệng lại. Ừ. Mới là má ăn mới được mở ra. Cái gì thấy không? Đó, đây phải là sống Mỹ. Thật sự ăn một bữa ăn này chứ có 8 đồng mấy à. Có 8 đồng mấy à, bà già rẻ hơn nữa. Bởi vì... nên đây nó lúc nào đó. Hả? 5 đồng mấy. Lúc nào nó cũng ưu tiên cho người già với trẻ con đó, đó thấy chưa? Thấy, thấy em bé tôi năm nay mới có 18 tuổi. 8, 12. Giấu nó cho 84 rồi đó mà. Nói theo Mỹ chứ thật sự 84 rồi đó, đó. Ăn ở chừng mắt xương nè, còn lão nạp thì... Lão nạp thì chỉ ăn gì thôi đó. Phải lắm. Một lần như ăn là ăn mấy dĩa vậy đó. Không, ngồi xa ra vậy đó, đó ngồi xa ra. Đó, các vị thấy không? Phải bao tay, bao miệng, bao chân, bao cẳng rồi. Đó. Muốn ăn mấy dĩa đó cứ việc tự nhiên ăn. Mà cũng như tiền đó. Mùa này nó ế quá cũng tội không? Dạ. Nhưng mà nó ế thì nhà nước buồn ta. Chính phủ buồn không cũng? Nó khế thôi. Khế là khế ế. Ừ. Đủ cái ăn khăn của nó. Thầy đi ăn lỗ. Mấy đứa nhỏ nó ăn mới lời. Ủa, có cua có ghẹ được không? Có. Có chứ, còn rấy được. Không ăn. Đó, cái gì thì tôi quay hết cho các vị coi ngang đây nè, đó. Tôm, tép, sò, nghêu, cua, ghẹ đó. Ăn hết rồi. Dễ dễ vậy mà cũng chỉ có 8 đồng mà nghe các vị nghe. 8-9 đồng mà tội nghiệp. Mùa này nó ế quá không? Ế mà tới mấy chỗ này nó không có bài ra luôn á. Bởi vì nó hạn chế tại vì bệnh dịch đó thưa quý vị. Nha, mấy chỗ này đâu có, đâu đâu bài ở đâu. Hạn chế bệnh dịch. Tôi kiếm mấy cái món nào đồ chai đâu. Cái món... Nhưng mà bên đây nó kỹ lắm nha các chị. Nó chiên không có lộn xộn đâu nha. Đây, khoai tây nè. Cái nào đó cái đó chứ không có chiên lộn xộn đâu. Mình người bên Mỹ là nó như vậy đó này, phải tay. Phải tay. Cái nào mình ăn được, cái nào mình biết ăn.
đó. Nào ăn được đâu này không á. Hôm nay thì nó không bằng bên Cali đâu các vị. Cali á thôi nó đủ lắm, rau đồ dữ lắm. Hôm nay thì không có bằng. Như bánh mì nè, đó bánh mì đồ chai nè, ăn đồ chai nè. Đồ chai. Có cái nào chai thì của mình. Tép nè, thấy không, tép rang, nghêu sò, heo quay, rồi gì tùm lum ở đó, đồ mặn đó. Thôi, khu vực không phải của mình rồi. Mình là khu vực này đây nè. Cửa ta là khu vực này đây nè. Rau. Nhìn vào nho nè. Đó, tôi phải ăn vậy đó. Nho. Phải ăn đậu. Ăn cho không có lỗ. Cái này dưa leo. Ăn cho nó không có lỗ. Có 8 đồng mấy. Này cà chua. Organic. Tự nhiên bà cụ rủ đi ăn nha, thôi kệ. Còn ấm ấm đi ăn bữa. Thấy chưa, quý vị thấy không? Mình tôi hai dĩa rồi đó, thấy chưa? Bà cụ già thì bà cụ ăn vậy đó. Nhưng mà già chứ đâu có chịu mình già đâu. Dạ. Mấy cái 84 mà giờ tới 48 được á. Trời, mấy bà già chắc ăn. Chạy xe còn được. Không, công nhận nha cụ. Cái hình cụ lên nó trắng tươi à. Cái da cụ lên hình trắng tươi là thiệt đẹp á. Không phải tôi khen như thiệt á chứ. Trắng tươi à. Để lâu lâu mình đi ăn dạng bữa mấy thằng bạc. Ngon ha không? Nè, không á. Không có dính. Nó quay cái màn hình thôi. Nhưng mà bên đây không bằng bên Cali. Nhưng mà rau, mình mua bán một chút, là 2-3 đồng không á. Người bên đây không bằng Cali á, ngon lắm. Đây nó nhiều món. Mình ngon rồi. Đây nó bán trong này đó. Ừ. Cái quán này nó bán nửa tàu nửa hết. Cái gọi là quán mà bán còn một quán nữa đó. Quán mà bán rau nhiều đó, mà đây không có rau Mỹ. Con không bán rau Mỹ ở nhà. Không, ý là cái quán mà nó bán rau á. Rau hết nha. Ai muốn đi ăn qua đây thì dẫn đi ăn nha. Đãi ăn thoải mái, ăn từ trưa tới chiều luôn. Muốn ăn bao nhiêu nè ăn. Ăn bịch mòn bịch đĩa hết giờ rồi mấy không? Mới mở ra. Mở ra ăn. Khó khăn quá. Dạ. Ăn một bịch sách này khó khăn quá. Thở rồi.
được mà ăn luôn cái này. Ừ. Em mở ra nó dính vậy. Có còn còn đâu nữa? Đâu nữa? Còn đâu nữa mà? Ế quá quý vị ơi, đến ế tội nghiệp. Anh đi quen vòng nữa, tắt máy. Rồi quay là cụ rồi. Nặng mà cụ không? Con vô nó ăn nó mới đủ tiền. Ừ. Con với thầy ăn không đậu nữa tiền. Nói nó tội nghiệp, tôi ăn ba bốn dĩa được, ba bốn dĩa rau nữa. Người đời thì họ ăn cá tôm rồi nó ấy lắm, có gì thấy tội nghiệp không? Nó được uống nước, được ăn kem rồi tự do luôn nghe. Mình mà thấy hai dĩa vậy hơn năm bạc rồi chứ bộ, mà chung là tôi ăn ba dĩa. Cái bánh mì vậy anh đồng đi, đậu này anh đồng đi, trong biển này cho anh đồng đi, nào cũng ghê bảy thôi, tại vì nó nhờ số đông chứ. Ủa. Các cô phục vụ thấy chưa, có gì thấy không đó, rất là ế. Mời coi là một lần nữa nghe, đây là tép luộc đó. Rồi đây là cái hàng trái cây, hàng trái cây, hàng bánh trái, thấy không? Đây là cái hàng rau củ quả. Đó bên này ở nhà không mở phía bên này luôn. Hồi mà chưa có đó, đây là hàng kem nè. Ai muốn ăn kem gì ăn nha. Cái loại sushi này có gì thấy không đó. Ồ, để xin tôi đũa. Cái loại sushi. Ê, tôi nói không mở đây luôn rồi. Không tội nghiệp. Rồi các vị muốn muốn kêu gọi xào canh gì đó thì xuống tới đây kêu gọi, có người phục vụ nè. Tội nghiệp trực thủ rất là tận tình. Nè, ở chỗ này là các vị kêu gọi xào hay canh thì kêu nọ vậy đó, muốn cái gì cái mình kêu là không có tốn tiền nha các vị, chỉ một lần như vậy thôi nha. Chỉ một lần vậy thôi, thấy không? Xào canh kho đủ rồi, nhà muốn kêu gì cái họ làm cho mình, không có tốn tiền. Đó cho các vị thấy cuộc sống ở Mỹ, một phần ăn vậy thì giờ này nó chỉ có 8 đồng mấy thôi, buổi chiều thì 10 đồng mấy. Nó có cơm rồi thấy không, đủ hết trên các loại súp, các loại canh nè. Ai cũng phải bịt tai bịt miệng hết. Nói chừng ăn mới được gỡ ra thưa quý vị. Ai, cái Covid này nó làm nó hoành hành. Coi như đi ăn mà cũng không được thông thả nữa các chị thấy không? Hoành hành quá. Wow. Ăn cũng được thông thả nữa đó. Hoành hành quá. Ủa, con nít nó tính có nửa giá tiền rồi ha. Dạ. Con nít có tính có nửa giá tiền hả? Half price. Là sao? Half price, con nửa tiền đó. Half price hả? Còn người già thì nó bớt phần. Đứt kho, đứt kho. Đứt kho là sao? Là bớt nữa, cũng bớt. Rồi, thôi giờ lo ăn nha, chào quý vị nha. Các biết ăn buffet, ăn buffet.
phê đi với một người em gái trẻ. Em gái trẻ thân thương giúp đỡ đi đâu chở tôi đi đó, em gái trẻ thân thương. Chú Sỏi ơi, coi cái em gái của chú Sỏi này nha. Đó. Như hôm nay bỏ trên mấy em nó làm YouTube, tờ YouTube mấy ngàn người coi lần cụ ơi. Một ngày về trung bình khoảng 5,000 người coi. Cái đứa nhỏ nó làm nó cũng có tiền, nghiệp đó. Thôi chào hết chứ huynh đệ nha. Rồi, xin chào,